Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Hôm nay thì em quay trở lại để review và hướng dẫn sử dụng máy tạo lửa một lòng. Đây là hai chiếc máy tạo lửa của anh Cường ở Bắc Giang đặt về, và em có muốn làm cái video này để giới thiệu với các bác luôn, và cũng như giới thiệu cho anh Cường trong khi anh ấy lấy hai chiếc máy tạo lửa này về anh có thể biết cách sử dụng. Bây giờ xin đập hộp hai chiếc máy tạo lửa ra. Đi kèm với chiếc máy tạo lửa thì nó sẽ có một cái sợi dây nguồn và một chiếc giắc Canon. Sợi giắc Canon được cái để các bác khi làm đi làm thì có thể kết nối từ con máy tạo lửa bên này sang con máy tạo lửa bên này. Khi về sử dụng nhá. Đấy, em có chuẩn bị là 3 sợi dây cây thì chúng ta chỉ sử dụng có 2 sợi thôi. Thì khi đi làm ấy, thì bác mà dùng bàn 5-12 có Bico 240 ấy, thì bác có thể để thừa ra một đầu dẫn lực nhé. Để thừa ra một đầu dẫn lực như thế này. Vì hôm nay em quay video một mình thôi cho nên không ai đứng ở đằng sau máy để có thể quay gần để cho các bác xem được, thế nên em chỉ quay xa ở góc này thôi. Để giắc được, bác để thừa ra một cái giắc được này và lấy cái giắc cá này cắm vào con máy tạo lửa đầu tiên. Đấy. Và tiếp theo bác lấy một cái giắc được cắm vào cái giắc bên cạnh và lấy cái giắc cá này cắm vào con máy tạo lửa số 2. Sau đó bác kết nối dây điện nguồn vào cho nó. Em có chuẩn bị hai lọ ga, hai bình ga này để thử trong cái video lần này. Thì cái máy tạo lửa này sẽ sử dụng bằng những cái bình ga mini như thế này nha các bác nhé. Không biết là trong video các bác có thể nhìn rõ không, nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái đế để cho mình đưa xuống và đặt cái bình ga vào cái đế này. Em sẽ làm thử nhé. Khi ấn thì chắc chắn nó sẽ bị xì ga, các bác đừng giật mình nhé. Lần
làm chuẩn như em thì không bị xảy ra. Nếu như mình lỡ mà có thể bị vấp vào những cái viền bên cạnh ngoài thì chắc chắn sẽ bị xảy ra nhé. Đấy, khi xong thì bác sẽ đợi các bạn. Đây là cái đế của nó đây. Đặt xuống đây. Rồi, ok. Rồi, mắc cái này đây. Xong. Điều thứ hai là bác phải lưu ý về địa chỉ. Hiện tại thì nhà sản xuất đã gạn địa chỉ cho mình rồi. Thì cái địa chỉ này thì khi bác mua về thì bác không hiểu thì bác có thể hỏi em. Bởi vì trong cái video này của mình em quay cho nên là nó sẽ không được dí sát vào được cái bản điều khiển ở sau cái máy tạo lửa. Chính vì thế là em sẽ không quay sát vào nó. Khi mà bác mua về thì em sẽ hướng dẫn bác về vấn đề địa chỉ. Có nghĩa là bác muốn chạy từ con 1 thì em sẽ hướng dẫn bác là để cài đặt nó. Thì cái rắc đây là cái rắc đực nha bác nhé. Rắc đực này thì là cái rắc đầu thừa lúc em bảo anh đấy. Thì cái rắc này mình sẽ cắm vào cái bàn tôm, cái bàn 512 ha. Ok, em sẽ cắm vào nó. Em sẽ để con cái bàn này cho các bác nhìn, cho các bác nhìn cái máy tạo lửa, nhưng cũng đồng thời là vừa nhìn được cái bàn 512 ha. Ok đấy. Em sẽ bật cái máy này lên, cái bàn này lên nha. Rồi mời em sẽ bật cái máy tạo lửa này chuyển nó về chế độ lên đấy. Hơi xa. Một mình em quay video cho nên nó sẽ hơi vất vả một tí. Ok, như này đi tương đối nha. Thì đầu tiên thì là bác sẽ chọn địa chỉ cho nó là cái địa chỉ số 1 thì tương đương với hai con máy tạo lửa kia. Thì bác sẽ đẩy đây. Đấy. Đẩy con 1. À. Em đẩy thử tiếp nha. Đấy. Con 2. Cần 2 không có gì, cần 3 không có gì, cần 4 không có gì. Và đến cần 8 cũng không có gì nhá bác nhá. Bác chỉ cần đẩy một cần 1 này thôi. Đấy, rất lợi hại nhá bác nhá. Em thử tiếp này. Đấy. Ok, còn xong khi mà bác đi làm về thì bác tắt bàn điều khiển đi và tắt các cái máy này đi. Rồi rút dây tín hiệu và thu đồ, thế là xong thôi. Đơn giản nó chỉ là như vậy. Thế nhưng mà video thì đến đây là kết thúc rồi. Các bác cảm thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.